Xin chào anh em nhá. Em có rất nhiều cái băng cassette đây, một đống một hộp một chồng đây các bác nhá. Rất nhiều các băng cassette, đây giới thiệu một cái hộp trong số những cái hộp ở đây. Đây các cái băng cassette, đây hãng của nó là hãng SKC. Đấy, tất cả đều là băng một nước. Đấy, băng này hiện tại nội dung của nó đang là ghi về kinh Phật. Đây, lời Phật dạy. Tất cả đều là lời Phật dạy, kinh Phật các bác nhá. Đấy. Băng một nước cho các bác về bán giao lưu cho các bác về kinh Lăng Nghiêm này. Các bác về gọi là mình nghịch, mình gọi là mình nghe kinh, nếu như anh em nào có nhu cầu hoặc anh em có thể mua về xóa đi và ghi lại nhá. Đấy, thâu lại tùy anh em. Băng này là của Hàn Quốc các bác nhá. Băng này là của Hàn Quốc. Em thử tháo thử một cái băng cho bác xem. Đây nhá. Băng này của Hàn Quốc các bác nhá. Đấy. Băng một nước của Hàn Quốc. Đấy. Đây còn rất nhiều cái khác nó cũng tương tự như vậy các bác nhá. Đấy, rất nhiều. Đấy và em bán giá là 230.000. Đấy, 230.000 bao ship cho anh em. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng thì nhắn tin vào Zalo 0975 575 262. Đấy, các bác chú ý nhé, tất cả các đơn hàng băng các xe cassette các bác chuyển đủ luôn nhá. Em không nhận chuyển cọc cũng như là COD không chuyển đâu. Đấy, các bác cứ chuyển đủ em bao ship cho các bác. Đấy, giá 230.000. Đấy, cho 10 cuốn. Đấy, bác lấy số lượng lấy nhiều hơn thì giá tốt hơn. Đấy, anh em về lấy về tối thiểu là 10 cuốn anh em nhé. Với giá đấy thì anh em mua về để ghi để thâu nghịch. Đấy. Rồi, xin chào anh em và các bác nhé. Zalo em để trên tiêu đề của bài viết 0975 575 262. Ngoài ra bên em còn rất nhiều các cái dàn mini, các cái loa dàn mini các bác nhé, rất nhiều luôn. Đấy, các cái đầu âm ly, các cái đầu giải mã vân vân. Đấy, loa dàn các kiểu. Đấy, bác nào có nhu cầu thì nhắn tin vào Zalo 0975 575 262. Anh em nào ở Thái Nguyên thì có thể qua trực tiếp cơ sở của em ở Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên để tham khảo nhé. Rồi xin chào các bác.